sao vậy? Sao vậy cái gì? Sếp cao của cô rất quan tâm cô mà. Nói mới nhớ, cô bay ổng luôn rồi. Tôi thấy ổng bay là cấp dưới như vậy. Rồi tính rồi sao? Dạo này ổng chắc chắn có một số chuyện đi. Tôi cũng nói vậy đó. Ổng gì với Liên Hương? Đáng trước rồi, đáng cái gì? Ổng quay về sớm tập hơn. Hình như đang theo đuổi cô. Không phải chứ. Giờ trước của ổng rất là tài giỏi, tốt nghiệp một trường Mỹ danh tiếng. Không minh tài giỏi, tôi không hợp với ổng đâu. Ok. Nè, trước đây cô cũng từng là chủ tịch hội học sinh Lạc Bác mà. Qua lâu rồi, tôi cũng không muốn mơ ác mộng đâu. Không được nói nữa, nếu còn đến còn bằng một tay á. Mẹ sao? Mẹ, cô nghe đi, cô sao vậy? Nói mẹ cũng sợ sao? Không phải đâu, chắc chắn là mẹ tôi kêu tôi dạy cơm hết như vậy. Như vậy sao mà dạy được chứ, cô đi tìm tôi đi. Lần sau ông nội tôi gọi, cô cũng phải giúp tôi đó. Alo bác gái, cô giải quyết tìm tôi đi. Cô giúp đồ, đi đâu hẹn hò biết như vậy. Không có cái gì không? Mà chết rồi, tôi ra ngoài trước. Em là cái chuyện nữa không? Em làm đi. Nhưng nếu có người điện cho anh không? Nếu mẹ em hỏi đi khách hàng, nếu có người điện thoại của con. Có chứ, bọn ta ở Singapore chơi rất vui. Nội dung triển lãm rất phong phú. Con còn nhỏ tuổi nên được các anh chị rất quan tâm. Còn bé thì kêu nó tự chăm sóc bản thân, còn khách sống độc lập, vậy mà còn chuyện cho anh chị. Còn như còn nhỏ mà, một mình ở ngoài nhiều ngày, đã giỏi lắm rồi. Em đang muốn còn dở hơn nữa. Nếu